Thưa quý khán giả, nuôi trắng rìa dơi là mô hình quen thuộc của nông dân miền Tây. Cách làm có thể khác nhau nhưng đều cùng một trăn trở là câu chuyện thị trường. Anh nông dân ở tỉnh Tiền Giang sau đây cũng vậy. Gắn bó với mô hình gần 12 năm, đến nay anh sở hữu cơ cơi tiền tỷ mà ai nhìn cũng vừa sợ vừa ham. Anh Nguyễn Văn Nhật Khanh ở xã Cai Lậy, Tiền Giang là chủ cơ sở sản xuất giống trắng rì dơi lớn nhất nhì trong vùng với 1.500 con trắng bố mẹ. Mỗi năm anh xuất bán trên 5.000 con trắng giống, trừ hết chi phí vẫn còn lời hơn nửa tỷ đồng. 12 năm trước, với số tiền đầu tư hơn 70 triệu đồng là rất lớn. Khi đó không có kinh nghiệm gì, nếu thất bại là mắc nợ, nhưng anh vẫn đánh liều khởi nghiệp, may mà mọi điều thuận lợi. Những năm đầu, để tăng đàn, anh Khanh không bán trắng con mà giữ lại nuôi sinh sản nên không có thu nhập. Đây là loài quan giả thích nghi tốt, mỗi tháng chỉ cần cho ăn 4 lần và thay nước 1 lần. Quan trọng hơn hết vẫn là đầu ra. Thì con rắn này thì nuôi 2 năm nó sẽ sinh sản. Sinh sản cho lứa đầu cho mình từ 5 tới 7 con, lứa 2 là 10 con. Rắn càng bự thì nó sinh sản càng nhiều. Rắn mới đẻ là hầu như là bây giờ là 70, hay là 80 gì đó. Còn anh em mương lại thì giá cả thỏa thuận theo cái người yêu cầu ương. 100 con là được 7 triệu. Thì bổ đồng ra, từ chi phí đó là 2 triệu tiền thức ăn. Sau 2 năm nuôi, anh Khanh bắt đầu bán con giống. Trên thị trường, giá trắng sơ sinh từ 70-80.000 đồng một con tùy thời điểm. Tuy nhiên, anh nông dân này lại chọn cách giữ lại nuôi ít nhất 3 tháng nữa để con giống chất lượng và giá trị hơn. Hiện người nuôi trắng và khách hàng của anh chủ yếu ở miền Tây là những người nghỉ hưu chọn mô hình để có đồng ra đồng vô. Sau 12 năm làm công việc mà anh Khanh gọi vui, được gần như chẳng cần làm gì. Trên này, anh nông dân miền Tây có trong tay cơ ngơi tiền tỷ. Thế vậy, kia cũng phải mất một thời gian dài thăng trầm cùng mô hình mới nếm được vị ngọt hôm nay. Và nói về bí quyết thành công với anh, có lẽ chính là sự chạy bén đón đầu thị trường.